giữa Linh Bình Hà Nội Hà Nam là 90. Thằng ơi, nó là cái ngày vui của các em đấy. Thế em tính toán, thực ra hôm nay không tính thiệt hơn. Để cho nó bắt vui tay. Nên bắt tay. Thực ra 1-2 triệu nó không là gì cả thằng ạ. Đấy là với anh là... Mà đây là hai cái biển, là... một là Ninh Bình, hai là... 29 và 35. Đấy. Không phải là... Nhưng mà anh chọn số nào? Chọn 29. 29. Đấy là anh Thương cho ăn, chứ em Kiên chưa cho ăn. 29H. Chờ anh 29H. Ừ đấy đấy. 29H. Được như thế nữa. Chờ anh em. Thôi bắt tay thôi, để cho em ấy. Theo anh là như vậy. Bắt tay đi, cho tình cảm. Đúng rồi, ok, bắt tay đi. Đấy, bé bé, đứng đứng trước tác phẩm của anh cái. Đấy, đấy. Đấy, đứng trước đây đi. Em quay ngang cho nó được. Ê, giời. Nào, hai anh em bắt tay cái nào. Thì cái nó lại là tình quê, đấy. Đẹp. Đó. Đấy, rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Như chuối. Chúc mừng sinh nhật 1982 nhá. Và được quà. Ở đây, em vừa kể câu chuyện tao ở vai chứ thủy. Nó trêu vậy đây. Này về một thời gian nó sạch cái rêu đi là như đúng rồi. Nó sẽ đỡ đấy. Nói chung là em thằng mang đi góp vui với anh em sinh nhật thì bị mất đồ chơi. Anh em Hải mới bàn giao mới thay chậu à? Kìa. Đâu, tôi nói thực ra câu chuyện là cướp của hai người nữa chứ không phải thằng Hải là bán cho tôi. À. Thì nó đăng lên anh không biết bán cho ai mà. Thực ra là về thấy đẹp quá làm cướp lại. Đúng rồi. Còn người khác là ở mua cơ. Qua hai người nữa. Qua hai người nữa em người thứ ba. Chuẩn luôn đấy. Đây là anh chứng kiến. Người mua là khoe anh luôn. Đây là em còn lúc đó đi buổi tối cân. Còn nhờ mẹ mang cả cân. Cái biển và... bóng đá đi. Cái này cho lên cân hết rồi bao nhiêu cân chơi ra, chục cân không? Không được. Không được chục cân. Này mấy cân? Cây không, cây không thì chắc chỉ độ cân. Cái này nó phải cần không tính cả 3 cân rưỡi. Không. Không cây không được gì anh ơi, độ hơn 2 cân. Không phải tính cả bầu chứ. À bầu thì tính cả bầu chứ. Bầu. Thì đây nó phải tầm 8 cân đấy. Em bán nó bán bao nhiêu mà rẻ thế? Dạ chưa, biển số 29 anh ạ. Được lộ giá mà kia này. Nhưng thoải mái. Được thoải mái gì? Vâng. Có thể là anh em nào mà ở biển 99 nha, cứ gặp phát là xong luôn. Không có biển 100 rồi. Không, biển 99 thôi. Nhà Bắc Ninh à? Bắc Giang, Bắc Giang. Ở trên 8 là Bắc Ninh. 88. Tức là không bán được. Anh là ở đâu nhỉ? Anh là 88. Anh ở 89 à? Thái Bình. 89. Chạy cải cơ mà, ta đi. Bé con số đấy. Vui. Thực ra là nói này, cái cây này không phải nói đến nhiều tiền tiền nhưng mà nó là cái đấy cái form, cái form. Form. Đây đẹp. Giá nhẹ, giá em. Kiên này ôm phát kìa. Đều cây quá. Đẹp quá. Ôm cái sườn. Ôm cái. Ôm này đẹp. Ngồi hẳn xuống. Ông chủ mới là ông nào? Đấy, chủ đây đây, chủ mới đây. Kiên bộ đầu. Anh Kiên đỗ kia mua một con quê đúng không? Đúng rồi, con này là con quê. Con này quê nha. Suýt điển. À suýt điển à? Suýt điển à? Không, con này nó sạch ra đi ra đẹp. Nếu cây bé này anh thì thích sinh quê cơ. Đi vừa nãy anh ở ngoài điền, nó lại là sinh quê. Điển không bao giờ nó có. Nó không xù cành được đâu. Với lại thân nó không xù cành như này được đâu. Như vậy được. Các ông nói là nhưng mà điển tôi có con xù cành ấy. À thế à? Nó lại không, nhưng mà nó lại to, nó không bé như này. Quý vị nha. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.